Trong bài giảng ngày hôm nay, cô Tuyến chia sẻ về phân biệt bảng chữ cái và bảng phiên âm quốc tế. Tất nhiên là rất là nhiều bạn học cái khóa học Zoom của cô Tuyến thì học cái này rồi. Nhưng mà hy vọng rằng là rất nhiều bạn chưa được học thì hôm nay phải hiểu rõ là bắt đầu nó là cái gì. Trong tiếng Anh thì có hai bảng, nó là bảng chữ cái và bảng phiên âm quốc tế, hay người ta gọi nó là bảng IPA. Viết tắt là IPA, còn viết thường của nó là International Phonetic Alphabet, cái gì đấy đúng không? Kiểu thế. Thì dù sao chúng ta sẽ vào phần chính, nó là phân biệt hai bảng là bảng chữ cái và bảng phiên âm quốc tế. Rất là nhiều cái video clip trên YouTube dạy các bạn đọc A, B, C, D, E, F, G. Đến phần G đầy người sai, F đầy người thiếu ending sao. Các bạn cứ lao ra một cái là các bạn dạy bảng chữ cái. Nhưng bản chất của bảng chữ cái, chữ A nó được phiên âm là A. Và A là một trong 8 nguyên âm đôi của bảng phiên âm quốc tế. Tức là cái gốc của nó vẫn là bảng phiên âm quốc tế. Thế nhưng mà khi rất nhiều cô giáo mầm non hay là rất nhiều cô giáo bắt đầu học thì các cô bắt đầu dạy học thì các cô mang cái bảng chữ cái đấy ra để dạy, nhưng các bạn không hiểu bản chất của bảng chữ cái đấy, cũng phải dựa trên cái việc phát âm chuẩn. Là cái này thì lại không có nhiều người để ý lắm. Thế thì hôm nay trong bài này cô Tuyến sẽ phân biệt cho các bạn hai bảng. Bảng chữ cái trong tiếng Anh và bảng phiên âm quốc tế. Mục đích của nó là để làm gì? Từng bảng đó có giá trị làm gì? Mục đích của nó làm gì? Vai trò của nó làm gì? Thì chúng ta sẽ vào cái phần phân biệt. Bảng thứ nhất chúng ta học đó là bảng chữ cái. Rồi. Nhớ là khi bất kỳ khi nào các bạn học bài của tôi, các bạn đừng có ngồi nhìn tôi. Tại vì tôi có một phong cách rất là phong cách, rất là riêng đúng không? Rất là cô Tuyến, không phải ôi phải là bánh bèo đâu. Chán lắm, bánh bèo chán lắm. Bảng chữ cái trong tiếng Anh mình có 26 chữ cái. Vậy khi học với tôi thì tôi nói cái gì mà các bạn thấy là ok đúng chưa học, ghi xuống vở, lấy riêng một quyển vở ghi xuống. Mỗi ngày mình tích lũy thêm một chút là mình giỏi lên. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ học về bảng chữ cái. Bảng chữ cái trong tiếng Anh chính là ABC đấy đúng không? Thì nó có 26 chữ cái. Nhưng 26 chữ cái này nó bao gồm A, E, I, O, U. Người ta hay gọi là uể oải, và nó gọi là nguyên âm. Còn lại nó là phụ âm. Cái phụ âm là cái gì thì kệ nó. Đúng không ạ? Trong bài giảng là có hai cái bảng đó rõ lên cho các bạn rồi. Các bạn đi vô link bài giảng các bạn sẽ thấy. Thì 26 chữ cái này bao gồm 5 nguyên âm, còn lại là phụ âm. Nguyên âm người ta sẽ viết là uể oải để cho nó dễ nhớ, I, I, O, U. Bảng chữ cái dùng để làm gì các bạn phải nhớ này. Bảng chữ cái dùng để viết nên từ. Tôi ví dụ hat, hay ví dụ từ father. Ok, tạm dừng chưa đọc đến thì chúng ta thấy là cái từ này được cấu thành bởi chữ cái h a t. Chỗ này thì bằng f a t h r đúng không, mình chưa đọc đó nhá. Thì mình biết rằng là vai trò của chữ cái là để viết nên từ. Bảng chữ cái dùng để viết nên từ. Bạn vẫn phải viết được từ này. Bạn đã biết đọc đâu. Ngày xưa là mình đâu có đọc được chuẩn nó đâu. Cô đọc sai, mình đọc sai, cô đọc đúng, mình đọc đúng. Vì lúc đấy là mình không hiểu bản chất của việc đọc từ. Thế đây, đây là chữ cái. Vậy có một câu duy nhất, có hai thứ cần phải nhớ ở bảng chữ cái là gì? Bảng chữ cái dùng để viết nên từ. Và bảng chữ cái có 5 nguyên âm, nó là uể oải. Bảng IPA. Rồi, bảng IPA mình gọi đó là bảng phiên âm quốc tế. Thì nó sẽ bao gồm 44 âm. Trong đó có 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và 24 phụ âm. Khi các bạn học vào series bài âm của cô Tuyến thì các bạn sẽ phải học phụ âm trước. Vì lý do là gì? Phụ âm thường nó không thay đổi cách đọc. Nhưng phụ âm liên quan đến một kỹ thuật rất quan trọng, đó là kỹ thuật nối âm trong tiếng Anh. Ở bài giảng riêng cô Tuyến sẽ giảng về nối âm trong tiếng Anh. I live in Hanoi, she is a teacher and I am 34 years old, for example. Ví dụ thế. Or she is 7 years old. Nối âm đấy. Thì nó có kỹ thuật nối âm và mình nhìn phát là mình phải đánh dấu được. Thì quay trở lại bảng IPA, mục đích của bảng IPA là gì? Ví dụ cô viết lại từ hat. Đúng không? H A T là chữ cái để compose lên cái từ
từ cái từ hat này. Nhưng A ở đây nó là dấu hiệu của âm e bẹt. Âm e bẹt là một trong 12 nguyên âm đơn. Và ở từ này có T đứng cuối từ, nó là phụ âm đứng cuối từ và nó là ending sound. Ending sound của một từ là phụ âm được bật cuối cùng của từ đó. Nói tiếng Anh không có ending sound thì chính là nói tiếng Việt không có dấu. Hat. Ok, this one is a hat. She doesn't, she never wears any hat when she goes out. Nếu mà đọc chậm thì ending sound phải trả đủ cho từng câu một như vậy. Đó. Thì hat, hat. Vậy ở đây các bạn phải nhớ rằng bảng chữ cái dùng để viết nên từ, còn bảng phiên âm quốc tế dùng để đọc từ. Cái câu này là câu quan trọng nhất. Nên viết lại cái ví dụ commitment. Trước khi cô Tuyến đọc thì cô sẽ tách kỹ thuật âm đã. Ở bài kỹ thuật tách cô sẽ dạy. Nếu học sinh cấp 2 được học các kỹ thuật này trong vòng 2 tháng đóng gói toàn bộ thì các bạn học từ vựng rất nhanh, làm bài ngữ pháp rất là nhàn, nghe cũng rất là nhàn, bởi vì bạn học được kỹ thuật để nhớ từ vựng, kỹ thuật để học đọc chuẩn ngay từ ban đầu. Thì nghe nó nghe bài nghe bắt được cái từ này rồi, viết xuống vác từ đó ra tra từ điển, nhanh không? Nó cũng đơn giản thôi, mất thời gian luyện ngắn ngắn. Nhưng mà không biết cách học thì cứ bò ra học, học mãi học xong quên. Nên rất nhiều bố mẹ bây giờ rất là muốn, ôi con em lớp 1, con em 5 tuổi, em muốn bắt đầu tự dạy con em. Ngày xưa cô Tuyến có khóa phương pháp mẹ dạy con ấy, siêu hay, dành cho các bà mẹ có con tự dạy được. Nhưng khóa đó nó đòi hỏi kỷ luật rất ác chiến. Ngày đó thì mình thử nghiệm rất là nhiều sản phẩm. Sản phẩm đó rất là hay, nhưng bây giờ thì hiện tại là không public nữa vì mệt quá. Quay lại bài. Trước khi đọc mình phải tách được số lượng âm đọc trong một từ. Bài giảng khác cô Tuyến sẽ giảng. Từ này có 4 âm cần phải đọc. 1, 2, 3, 4. Commitment. Commitment. Thế tại sao O ở đây thì lại đọc là âm O ngắn? E ở đây nó lại đọc là âm Ơ ngắn. O ngắn là một trong 12 nguyên âm đơn. Ơ ngắn là một trong 12 nguyên âm đơn. Tại sao cái này nó lại đọc E đây lại đọc là Ơ. Có E thì lại đọc là Y. Ví dụ elephant. Đó. Thì nó là kỹ thuật âm. Chúng ta phải học vào cái bảng này. Nhớ chưa ạ? Đấy chính là những bài giảng đầu tiên cần phải học. Và đấy chính là những bài đầu tiên trong bộ kỹ thuật học phát âm. Kỹ thuật phát âm thì ngoài dấu hiệu để nhận diện, nhìn chữ cái này nó là âm gì, cách một phụ âm xong đến E thì nó là âm A, hay là nhìn chữ cái này nó là âm gì, thì nó là dấu hiệu nhận biết của 44 âm này. Ở trong bài giảng này các bạn chỉ cần nhớ rằng bảng chữ cái dùng để viết nên từ, đúng không? Và để đọc được từ thì chúng ta cần có kỹ thuật âm của bảng IPA. Bảng chữ cái dùng để viết nên từ, còn bảng phiên âm quốc tế dùng để đọc từ. Đây là cái quan trọng nhất. Thì khi mà mình nắm được dấu hiệu nhận biết của 44 âm này, tức là khi tôi nhìn vào chữ cái này thì tôi biết nó là âm gì, tôi nhìn chữ cái này tôi biết nó là âm gì, thì nó tiết kiệm được 80% thời gian học của các bạn về học phát âm. Thì đúng là nếu như mà bạn không có các kỹ thuật này thì bạn cứ là bắt trước. Mình cũng xin chia sẻ một điểm trừ của các app bây giờ. Các bạn đang mua rất nhiều tài khoản app để học, nhưng hầu hết là các bạn sẽ không học app. Các bạn sẽ học vài ngày rồi các bạn chán và bỏ đi. Tôi cũng thế mà. Nên tôi rất hiểu các bạn cũng giống tôi thôi. Nhưng mà tôi khác các bạn là bởi vì tôi biết kỹ thuật âm, cho nên khi mà tôi cho con tôi chơi app thì tôi biết chỉnh cho con. Nhưng mà nếu các bạn cho con các bạn học trên app thì nó chỉ phù hợp với các bạn bé mà các con học chuẩn bắt chước người ta. Tại vì trẻ dưới 6 tuổi chẳng hạn thì xung quanh độ tuổi đấy là nó bắt chước theo bản năng của não bộ. Nhưng mà nó sẽ bắt chước rất là bản năng. Như các trẻ con thì các bạn như tờ giấy trắng, các bạn bé trẻ con ấy thì như tờ giấy trắng, nên là nó rất là bản năng, nó bắt chước chuẩn luôn. Nhưng nếu mà người lớn mình bắt chước học app, bắt chước đọc theo từ mà không hiểu vì sao cái từ này được đọc như vậy, không hiểu vì sao cái từ nó I live in Hà Nội, thế là live in, nó là tại sao nó lại thế? Nghe phim, nghe hát đấy. Mình không hiểu thì mình sẽ không làm được như họ. Mà bản chất của nó chính là kỹ thuật âm. Thì người lớn mình phải hiểu là vì mình nói tiếng Việt quá lâu rồi, lâu lắm rồi đúng không? Nên là mình thấy rằng là mình nói tiếng Việt rất là lâu rồi, thì mình thấy rằng là tiếng Việt của mình không có ending sound. Tiếng Việt của mình là âm đơn. Nên khi các bạn mang thẳng nó sang để mà nói tiếng Anh, thế là bạn bỏ luôn ending sound của tôi, đúng không? Vậy ở bài này cô Tuyến chỉ giúp các bạn phân biệt hai điều rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Đó là bảng chữ cái dùng để viết nên từ, bảng phiên âm quốc tế dùng để đọc từ. Bảng chữ cái có 5 nguyên âm đơn là A, E, I, O, U.
còn lại là phụ âm. Còn bảng IBA thì 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và 24 phụ âm. Thì cái bảng này nó khác, cái bảng kia nó khác. Khi chúng ta học sang kỹ thuật nối âm hoặc kỹ thuật âm khác thì mình sẽ hiểu dần cái này. Và để học trong thời gian ngắn gọn nhất thì các bạn phải tập trung. Nếu như các bạn không có khả năng tự ép bản thân mình thì các bạn di chuyển về mục đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí. Để làm gì ạ? Để kiểm tra trình độ, test trình độ của các bạn, sau đó xếp lớp. Nhưng bắt buộc các bạn vẫn phải học qua kỹ thuật âm trước, vì mục đích của người học cuối cùng bao giờ cũng là nghe hiểu tiếng Anh, vì nó là một ngôn ngữ quốc tế. Cảm ơn các bạn.